Xin chào các bạn đã trở lại với Xe Đầu Kéo Vlog. Sáng hôm nay thì mình vẫn đang có mặt ở Sapa để ngày hôm nay chuẩn bị mà dự một cái đại tiệc sinh nhật mà rất là lớn, có lẽ là lớn nhất từ trước đến giờ mà anh chuẩn bị được gọi là ăn sinh nhật đấy. Đại tiệc sinh nhật. Đúng, thật sự luôn. Bây giờ anh thấy là cái công tác chuẩn bị phải mất mấy ngày hôm nay rồi. Đúng không? Bao nhiêu người chuẩn bị này, anh Hải Sapa TV này, còn có cả ca sĩ nổi tiếng về hát nữa này. Đấy. Em bảo là có khi nào mà có sinh nhật nó hoành tá tràng như thế chưa? Yeah. Nhưng mà phải nói là anh em mình buổi sáng này nó quá lạnh luôn Tú ạ. Đúng rồi. Ăn cái gì bây giờ đi tìm cái gì ăn cho nó nóng cho nó giữ ấm cơ thể lên Tú ơi. À, anh Mỹ thế nào, là đã khi nào mà dự một cái sinh nhật mà mình đã phải hồi hộp mà chờ đợi như thế này chưa? Em là chờ đợi mấy ngày rồi đấy. Chờ đợi mấy ngày răng giết mài phẳng chưa? Chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Anh ấy mấy hôm nay anh lo dưỡng thương, bị lội thương khắp người, phải lo là dưỡng thương về đầu óc, về bụng dạ các thứ để cho chuẩn để tối nay để còn bung xõa giao đấu với các đối thủ. Bây giờ anh em mình đi ăn sáng nhỉ? Bây giờ ở dọc cái con đường bên này nó có nhiều món lắm. Phở này, rồi bún này, rồi bánh cuốn các loại ấy. Mà theo các em thì bây giờ mình đi tìm cái gì? Còn nước thì bên kia anh thấy có một quán mà anh em mình từng ăn ấy, có cả đầy đủ cả phở này, bún cá này, rồi bún cua gì đấy này. Nhưng bây giờ anh em mình thì đấy, quán này rất là nhiều luôn. Nhiều quán. Đấy. Anh nghe đói bụng hết rồi. Bên này sao bây giờ người ta còn có cái bánh nướng bánh nữa nhỉ? Nhỉ? Lạ lạ nhỉ. Tí nữa mình thử mua ra ngoài kia mình ngồi ăn nhỉ. Vâng. Cà phê mình ăn nhỉ. Mình về làm luôn. Mà Pơ hôm nay đi đâu rồi em? Chị Pơ là... Hôm nay là hơi đuối tí. Hôm nay là hơi hôm qua của mọi người là uống rối loạn tiêu hóa. Dạ. À, khổ thân đứa em bây giờ là bị rối loạn tiêu hóa. Thế anh Mỹ mặc này có lạnh không? Em không à, à em quen. Hôm nay sao lại tự nhiên lại chơi quả mũ này với bộ quần áo này đây? Sinh nhật mà. Đúng rồi. Sinh nhật với buổi tối thôi mà, để dành. Mặc từ giờ đến. Đây mình vào quán này đi. Trong này. Này là anh hay ăn nhưng mà chờ tí là nhờ chủ nhà tắt hộ cái âm thanh đi đã. Mình phải vào nhờ tắt nhạc. Nhưng mà vào cái chị chủ nhận ra vì hôm nọ là mình đã từng thi ăn với Nga Sumo ở đây. Nhưng mà thi ăn là mình ăn có 2 bát thôi. Mà Ai Mỹ có nhớ không? À, có. Hôm đấy Nga Sumo ăn 6 bát đấy. Thôi mời cả nhà vào đi. Vâng. Ở đây thì Diễm ăn quán này khi nào chưa nhỉ? Chưa. À thế à? À, đến chủ quán còn nhận ra Diễm chưa ăn ở đây. Thế ở đây là mình có những món gì nhỉ anh chị? Bún cua, bún cá, bún thập cẩm, cua cá, phở gà, bò, riêu, cua bò, bún thập, bún. Đọc như đọc thơ đấy hả Diễm? Đấy, nguyên cua nó bò. À, nhưng mà bây giờ hiện tại bún cua có nhỉ? Có cua nha em, cái gì thế bây giờ là cho em một bát bún cả cua cả cá đặc biệt. Cua cá đặc biệt. Em là ăn bún cá. Cua cá thôi, em ăn cua cá. Nhưng mà mọc ở đây ngon đấy nhá. Mọc ngon đúng không? Đúng rồi. Khoan Diễm mà đi về đây là gì? Ủa nhìn chị, nhưng mà bún cua là vẫn dùng cái sợi bánh không nha, em dùng bún mà dùng cái này cũng được, dùng cái này cũng được. Đây là phở à? Phở. À đây là phở. Phở Bắc Hà, mình ăn gì thì mình đây là phở trắng tay đấy nhỉ. Rồi sau bây giờ dùng mới cắt ra đấy. Đây à, chị ơi cho em ạ. À. Em đi đâu này em rất là thích ăn cái phở mà này là gọi là gạo đỏ, gạo nương á chị. Cho em một phở thập cẩm bằng cái gạo này, phở này ạ. Một phở thập cẩm này, một bún cua cá thập cẩm của anh này. Rồi, anh Mỹ ăn gì? Em ăn bún cá. Bún cá này, nó đi ngon. Anh để nhớ hết không cần ghi. Anh nhớ. Cứ đặc biệt hết nha anh nhé, làm đặc biệt hết nhé. À, cá đây là mình dùng cá gì ấy nhỉ? Cá chiên đây anh ạ, em cá chiên, một rổ cá chiên rất là à, đây, đây, rổ cá chiên này. Chờ chị lại này. Mình xem một rổ to luôn nhỉ. Cá này là cá rô ấy anh. Nhìn hấp dẫn nhỉ. Hôm nọ là anh em mình ăn ở đây mà sáng nay mình nói anh Mí mà anh Mí chưa nhớ ra. Nhưng mà em nhớ ra rồi, ăn cùng chính là sông mô ấy. Nói chung là sáng ra là cứ ăn mấy món kiểu là của anh đúng không? Của chị Diễm là một phở cẩm đúng không? Ok, của em là một bún cá đúng không? Dạ. Đặc biệt hết nhé. Phở má đùi đúng không? Phạm Dũng là ăn phở má đùi.
À, Thuyên ăn bún cá, ok. Em đang quay thì ăn gì? Em ăn quay tí, ăn ăn sau. Bây giờ chị làm sao thiết kế cho nó mọc thêm hai cái tay nữa để nó vừa gắp ăn vừa quay được thì được. Cái này nhà mình là bán được bao nhiêu năm rồi nhờ chị nhỉ? Dạ, nhà em là hơn chục năm rồi anh ơi. À, được cái em, từ cô em đến đời em cũng phải hơn chục năm rồi anh ơi. Thế à? Vâng. Thế là học từ cô à? Vâng, ra gia truyền từ cô đấy ạ. À đấy à. Ui nhanh đấy, làm chậm chậm thôi, chóng hết cả mắt rồi. Và hai vợ chồng nhà anh chị này thì mình thấy là kiểu là rất là thân thiện. Thân thiện dễ gần anh ạ. Thân thiện hiếu khách. Nói chung là đi đâu ăn uống ấy, mình đánh giá về cái thái độ với khách hàng là cái thứ quan trọng nhất. Hai cá một bát nhiều bánh này. Đúng rồi. Vì là à, cái này của khách à? Ngon ha. Bát này ngon nhỉ. 50 ạ. 50 à? Chất lượng quá. Dũng đã ăn mấy món như này khi nào chưa nhỉ? Bún cá này. Đây là đã làm cho nhà mình chưa nhỉ? Đây là làm cho nhà anh đây này. Bây giờ là hai bún cá của anh Hoàng đã được cá đây nhá. Mà hai vợ chồng có hay xem mấy kênh YouTube của bọn em không? Bọn em cũng theo dõi anh Hải Sa Pa TV là luôn luôn là có chị Phan Diễm rồi. Chị Phan Diễm có mà. Chị Phan Diễm đang ngồi ngoài. Có anh Phạm Dũng nữa. Dạ. Vào Sài Gòn chơi chuyến với em nha. Có chị ơi. Có thời gian em sẽ thu thức. Dạ vâng ạ. Rồi nhanh quá, nhanh mà cameraman theo không kịp luôn. Em làm không nhanh là không kịp đấy. Bây giờ thói quen rồi. Ừ. Chóng hết cả mặt luôn như vậy. Làm hôm khách vào không kịp đấy anh ạ. Họ vào từng đoàn cơ, toàn đoàn 4-5 khách làm. Cho nên là phải... Em ơi, nó bê cá ở đây Hoàng ơi. Thế là hai anh chị là năm nay bao nhiêu tuổi anh nhỉ? Em 86, sinh năm 86 ạ. 86 ơi, thế vâng. Sao nhìn trẻ thế nhỉ? Trẻ anh. Trẻ. U40 đến nơi rồi. Thế là trẻ hơn em đến 1 tuổi đấy. À 1 tuổi. Trẻ hơn 1 tuổi ạ. À quên, nhiều hơn em 1 tuổi. Thế nhưng mà nhìn chị trẻ nhà Diễm cá nhỉ? Này. Ở trên này hình như là cái khí hậu ở... Thích anh khen phải là em thích rồi đấy. Thật cái chất lượng quá. Dạ. Thế anh là năm nay bao nhiêu anh? Anh 81, anh chưa 81 ạ. 81 à? Anh chị có dạy nghề không? Dạ có. Đó là kia ra học khóa. Cái này... Cho này cá đấy. Nói chung là mình thấy là Diễm ấy, đi đâu là đòi học nghề ở đấy rồi đấy. Chưa ai dạy. Hai cá đấy. Quả này, này đi học này đòi học tráng bánh cuốn này, học nấu phở này, học bún cá này. Thế này thì về làm một cái nhà hàng kiểu là tổng hợp các món ở trong Sài Gòn nữa này. Ui, nhanh thế. Thì làm con thấp thôi. Em phải làm con thấp này không, không kịp đây. Cái cua... Hai cá một bún thập cẩm này. Cái cua của mình là dùng cua gì nhỉ? Anh ơi, nó là cua đồng anh ạ. Cua đồng à? Dạ vâng. À thế mình làm riêu cua à? Dạ vâng ạ, riêu cua đấy ạ. Vàng ngon lắm. À. Cá là cá rô. Đây là sợi phở bác hàng nhá. Hai cá một bún thập cẩm với tôi nhá. Đến làm nhanh đến mức là bây giờ nói cũng nhanh. Đến mức mình cũng không nghe thấy tốc độ nữa rồi. Cá này vừa chiên này. Đúng rồi. Cá này mới vừa chiên xong. Phở thập cẩm của chị Phan Diễm đây. Cái đấy là nhớ là bây giờ là fan của Phan Diễm thì cho em ấy nhiều thịt hơn bình thường nhá. Đây em đang muốn hỏi chị Phan Diễm, chị muốn thêm gà đùi vào không? Chị Phan Diễm ơi. Em chưa? Tôi ạ. Em đổi ý rồi em ăn thập cẩm á. Chị Phan Diễm có muốn ăn thêm gà đùi vào không ạ? Cứ tài chị bóc nó to ăn tí là được. Nói chung là cứ chị cứ cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, cái bát đặc biệt đấy. Đúng rồi. Bún thập cẩm của anh ấy này, đây. Đây là toàn bộ đây. Đúng rồi. Hai cá ngoài nhá. Đây là phở thập cẩm của chị ấy này, chị Diễm này. Rồi. Còn một phở gà má đùi của anh ấy nữa. Đói lắm rồi đấy. Thôi được rồi, để em bê luôn ra cho. Lấy dao trước anh. Xong chưa nhỉ? Dạ, dạ, đây ạ. Anh hội ăn thập cẩm đây của chị Phan Diễm. Hai cá. Rồi, xin mời các quý khách nhá. Ui dồi ôi. Thơm nhờ, thơm nước hương. Ui, đây là của Phan Diễm đây. Thập cẩm này. Cái phở này mà chị còn cho thêm cả cái riêu cua vô. Ờ chị ơi. Cái nào nhà đâu xem lại nào cái nào là cái anh chỉ cho em ấy. Nhìn la ná như nhau ấy. Đây là hai cá đấy. Hai cá. Của em cua cá đâu? Em là cá. Đây thập cẩm. Thập cẩm cua cá. Chị ơi. Đồ này xuất sắc luôn ấy. Thập cẩm cua cá. Cái bát của em là bát nào nhỉ? Đấy đấy. Của anh ngay gần em. Đây à, đây à. Bây giờ là cái vị trí của mình nó ngồi nó cũng không có được kiểu ấy nữa. Nhìn măng cũng hấp dẫn nhỉ. Ôi, trả
nước miếng chưa? Ăn ngon nhờ. Hơi cay cay. Vâng, em là cực kỳ thích măng luôn ấy. Đây, có em Mỹ đây. Đây, cảm ơn chị. Nhìn hấp dẫn quá. Để cho anh mượn cái thìa nào. Để anh lau thìa nhé. Anh Mỹ ăn ở quán này mấy lần rồi nhỉ? Em là đây là lần thứ 2 anh ạ. Lần thứ 2 à? Trước là đi ăn cùng với anh với lại là chị Nga Sumo ở Tây Bắc. Sao cái thìa dày, thìa hơi dày. Cá đây là đậm đà. Diễm là lần đầu tiên luôn nhỉ? Nhìn hấp dẫn đấy nhỉ? Cảm giác bát mình nó hơi ít ít à? Anh là nhầm rồi anh? Không phải đâu, nói đùa đâu. Cái này đủ rồi đấy. Thôi mời cả nhà ăn sáng nhé. Mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ xem là một ngày hoạt động của anh em mình ở đây là sẽ sau khi ăn sáng xong là sẽ có những công việc gì nữa. Mình rất là đón chờ nhất là cái sinh nhật tối nay luôn đấy. Vì thật ra là cũng rất là mà hiếm khi anh em mà có dịp mà đông đủ để cùng nhau sinh nhật. Có thể là thiếu nhiều người đấy nhưng mà cũng là đông nhất rồi đó. Cũng là đông rồi. Đông nhất từ đầu năm đến giờ. Cũng là đông rồi. Mỗi người thì có một việc cho nên là nó để mà đông đủ được cũng rất là khó. Mà nó đặc biệt một cái là mùng 8 tháng 3 thì vừa mới sinh nhật mình xong. Cho nên là bây giờ lại đến dự được sinh nhật Diễm trong tháng nữa là hai tháng tháng này là ăn hai cái sinh nhật luôn rồi. Thôi, mời cả nhà nhé. Ngon đấy. Bạn Tú ăn hai tô này luôn hả? Đúng rồi. Nhưng mà anh nhìn thấy cái bánh phở tráng tay đấy cũng ngon nhỉ? Phở Bắc Hà ấy, lúc nào cũng hơi dẻo dẻo ấy. Ngon. Cá ngon nhỉ? Cá chiên ngon. Quán này lúc anh em mình đến là đông nghịt đấy, gần như là gần hết bàn đấy. Nói chung là mình thích cái quán nào bán theo kiểu mà gọi là bán nhiều nhiều món như này. Là mình đến đây là ai cũng có thể là lựa chọn được. Thích ăn phở ăn, mà thích ăn bún thì ăn. Đấy. Nó hay ở cái chỗ đấy. Nước sùng ngon. Hôm nọ anh ăn hết 2 tô này. Có nước là anh phải bỏ qua những topping này anh ăn được hết luôn. Nga Sumo ăn 6 tô luôn. Choáng váng. Nhớ chị Nga đấy. Nói chung là mình được chứng kiến những cái mà ăn tận mắt đấy. Dạ. Giống như hôm uống bia là uống 4 lon trong vòng 38 giây. Mình chứng kiến là tận mắt là cái thể lực, sức lực ăn uống là quá mạnh. Em là rất thích ở đây vì ở đây là có cái sọc mù này, ăn giòn giòn ấy. Cái măng ở đây cũng ngon nhỉ, Diễm nhỉ? Dạ có ạ, mùa này đang mùa măng ấy chị. Sao làm hai chị em làm măng chua đi. Vâng. Sao mày gửi cho mấy chị? Bán. Dạ, vâng. Em vẫn đang làm. Mấy chị phân phối có tinh thần. Mà Diễm là phân phối cho anh Hải nha hàng á. Mà Diễm nhớ tới quán bún cá ở chỗ trong Hà Tĩnh nhà anh cũng rất ngon đúng không? Có món bún cá chấm ấy. Hôm ấy Diễm ăn bún cá chưa nhỉ hay ăn món gì nhỉ? Bún cá với bánh canh đúng không anh? Ừ, Diễm ăn bánh canh đúng không? Ừ. Ơi. Ngon đấy. Hôm nay là vui chơi ở Sapa xong rồi ngày mai là chắc là anh em mình sẽ di chuyển ngược về. Lên đường về. Em sẽ đưa. À. Khuyến mãi đấy mà anh. Cảm ơn nhá. Anh Tú với em Mỹ chia ra đi, tô của em nhiều thịt quá rồi. Ừ. Dạ. Thế này là chủ quán là thấy anh em mình là dễ thương, kiểu là ngoan nên là anh chị tặng nghe thêm cho. Yêu. Ừ. Sao lại ngoan xinh yêu là sao? Dạ. Câu mới chen đấy à? Dạ. Cay quá.
Đây, ngon đấy. Thì cả anh chủ quán vừa mới dán xong. Anh là không dám cho nhiều vào một lúc nữa. Anh phải cho từ từ, sợ, sợ cay quá. Hôm nay người mình nó kiểu không có được khỏe lắm nên là mình cũng ăn ít măng lại để đỡ nó đau xương. Đây. Cái nước dùng ngon lắm. Cá chiên ngon lắm. Cá chiên ngon đấy. Anh mình ăn miếng cá em. Vâng, em ăn xong. Miếng chiên này thơm, bên ngoài còn giòn tròn nữa. Đúng rồi. Nếu mình ăn bên trong vẫn không bị khô nha. Giòn bên ngoài luôn. Đấy thì có lẽ là buổi sáng anh em mình cũng quay chia sẻ với các bạn là cái bữa sáng của mấy anh em. Hôm nay là mình cũng sẽ là quay tóm tắt trong một ngày, đến buổi sinh nhật thì mình quay cho các bạn xem một chút không khí anh em vui chơi ra sao. Chính thì kênh Phạm Dũng sẽ quay rất là chi tiết rồi, còn hôm nay là mình sẽ quay gọi là những cái gọi là ban ngày anh em mình đi chơi thôi nhá. Ok, thế bây giờ là mình sẽ tạm dừng một chút để cho cameraman vào ăn sáng luôn cùng mọi người nhé. Sinh nhật của Diễm này là Dũng đang lấy poster chở mình đi này. Hét đấy. Hét đấy. Cái ông cameraman này, ông định không cho tôi ngồi à? Hét đấy. Đúng đấy. Được đấy, hét đấy. Đúng rồi. Nhưng mà xe này công nhận là chạy phấn khích thật đấy nhỉ. Phấn khích chứ, tiếng bồ ấy. Bắt đầu thôi. Về nhà hàng Sapa TV. Đã nhỉ. Đã nhỉ. Đấy. Đấy, anh đang quay đấy nhá. Dạ. Tốc độ đúng tốc độ. Đúng nhá. Nói đùa trên đường đây đâu chạy nhanh được. Đây này không đủ cái đường quãng đường đó mình tốc độ cao rồi. Có chỗ nào bán bánh nhà rẻ không nhỉ? Nhà rẻ. Anh chú ăn bánh nhà rẻ không em chở đi. Sáng nay anh vừa ăn rồi. À quên. Nếu mà đi ngang thì thêm một cái bánh là dễ chứ mai là mình về đó anh Tú ạ. À mình vẫn phải vòng qua đấy mà. Em vòng qua cái chỗ góc hôm nay ấy. Sương mù từ nhà xuống bếp luôn. Đây không anh? Đây. Diễm với Dũng đi xe này rất là hợp luôn này. Dạ thôi em có này mình đi nhờ tí thôi ạ. Xe của tình cờ ấy anh Tú ạ. À, hôm nay đúng ngày quốc tế hạnh phúc này rồi mình làm sinh nhật cho Diễm này. Ừ. Mà lại có một anh bán poster gửi vào cho em mà em không hề biết anh luôn. À thế à? Anh gửi vào anh bảo là có con xe này mới lắm. Mồi Dũng mua đấy à? Vâng, mà không hiểu sao anh lại gửi cho em luôn. Có nghe Dũng nói thích poster hay không khi nào nhỉ? Chừng là Facebook để cả đề xuất. Hay là Facebook có đề xuất ta? Hay là Dũng có ngắm nghĩa xem thông có, tin về poster không? Có, em ở trong hội poster. Chưa nào nó gửi về trong hội poster luôn à? Chỉ là hội mua bán. À hội mua bán poster. Mua bán chứ mày hỏi lái xe dùng mê poster đấy. Nhưng mà em lại không thích nha. Anh thì thích Dũng mua cho Diễm một con mui trần á. Mui trần đi vất vả lắm. Không mui trần mui cứng ấy. Bắt đầu là ví dụ đi đâu cái đấy đến ngày cưới có thể làm dùng làm xe cưới được luôn. Nhưng mà em không biết với anh Tú hay là chị nhà thế nào nha, nhưng mà em là suy nghĩ rất thực tế nha. Có nghĩa là đam mê sở thích thì ai cũng có hết, nhưng mà nó phải gọi là không lãng phí. À mình đã có xe để mình tuyệt vời đấy. Thế là ở quá tuyệt vời. Nhiều khi mình nghĩ là quan niệm nó cũng đúng, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ là cuộc đời có bao nhiêu đâu mà hứng hờ. Thì xe mình đi cũ thêm tí nữa thì ủa, nhưng mà không mua bánh hàng rẻ. À bánh hạt rẻ à? Thôi đi luôn đi. Đây. Về nhà hàng. Đi mua bánh hạt rẻ đi. Đấy, rẽ trái là ra mua bánh hạt rẻ, hôm nay ngày sinh nhật mà. Mình đi vòng một tí cũng được. Đấy, các bạn thấy Phạm Dũng là chiều vợ sắp cưới đến cỡ đấy đấy. Không, nhưng mà được cái là anh Dũng là rất là chiều em anh ạ. Còn đang lo lắng việc mua xe này các thứ, lúc nào cũng lo lắng mà Diễm thì gọi là cũng rất là bình thường chứ không có cần quan tâm xe nhiều ấy. Dạ đúng rồi, em là chỉ có chiến mã rồi đi làm việc được là ok.
Mình thì mình thích là có thể là như Dũng có thể mua những cái dòng thực tế mẹt ấy, nó cũng kiểu là dành cho doanh nhân hay là nó cũng là dòng sang rồi. Bây giờ cái mục tiêu lớn nhất của em là xây nhà tặng mẹ anh đúng không? Cũng sắp hoàn thành được nên là mình cũng đỡ lo. Thế thì mục tiêu thứ hai là mua xe để tặng đúng vào ngày cưới á. Uầy, khét đấy nhỉ. Mọi sự tùy duyên. Mọi sự tùy duyên. Nhìn không ai đánh hơi giấc mơ. Mình phải có mục tiêu chứ. Hôm nay Dũng là... Nhưng mà sương mù đẹp anh Toàn Thuyên á. Ý à, anh Tú ha. Nếu Dũng mà nhìn là... thì kiểu là ra ngoài là lạnh nha. Nhưng mà nhìn cái cảnh thì cũng đẹp. Dũng đã tiết lộ hết những cái mục tiêu lớn của mục tiêu rồi đấy nhá. Ước mơ nhá. Bánh hạt dẻ này. Mình lấy luôn đi, để đi, để quay nóng nhá. Có cần quay nóng không à Diễm? Có cần phải quay nóng ạ. À. Để em chút nhá. Qua nhà mình có duyên cái quán hạt dẻ này thật đấy. Ngon đấy chú chưa? Sinh nhật thì thôi, mình tặng mỗi cái bánh hạt dẻ thôi. Đây, hạt dẻ đấy. Nói vậy thôi chứ hôm qua là có lên đỉnh đèo Opi Hồ là mua được cái vòng. Diễm ơi, hôm nay sinh nhật của em mình tặng trước cái bánh hạt dẻ đã nhá. Quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Cảm ơn anh Tú rất là nhiều. Ngoài ra còn một món quà khác là hôm nọ anh cất công lên đỉnh đèo Opi Hồ mua ấy. Anh biết tại sao mà bây giờ ăn bánh hạt dẻ là hợp lý không anh Tú? Đổ bê tông à? Đổ bê tông thì không là hồi... Anh cũng đoán là bây giờ phải đổ bê tông. Chiều nay anh mới bơ em ý là đi đổ bê tông bằng bánh hạt dẻ rồi. Đây, mọi người một cái đi. Không, anh bây giờ lại ăn đi. No rồi đấy. Bây giờ cameraman ăn đi. Em cũng đổ. Ai cũng đổ hết cho mỗi mình em vậy. Anh Dũng có đổ không? Mình tập trung lái xe cho mọi người ăn bánh cho ngon. Bánh cho ngon nha, cảm ơn anh Tú nha. Ngon bánh thơm ha. Cái chỗ hôm qua mà Dũng mua đấy. Nhân là nhân thập cẩm này nó đúng à? Thế à, thế bảo bánh hạt dẻ lại đưa thập cẩm à? Hay là có nhiều loại nhân trong đấy. Mình bảo bánh hạt dẻ mà. Vậy hả? Mà hôm nay sương mù nhìn ảo quá nhỉ. Ảo lắm, nó cứ mờ mờ ảo ảo á. Ngon quá. Thế là mình đi ngang qua nhà thờ này. Qua nhà thờ bây giờ không nhìn thấy gì. Hôm nay à, anh Tú à? Ôi. Đường mù mà mấy bác đi sợ quá. Hôm nay à, anh Tú nói là sẽ bung xóa không say không về. Mặc dù đầu đau chưa khỏi nhưng mà thôi vẫn cố gắng. Một năm có một lần. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh Tú ăn sinh nhật với em nữa mà. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Hôm đó là mình đã sinh nhật mà hôm đấy lại không có bia, không có rượu gì cả. Dạ. Hôm nay thì sinh nhật của Diễm thì rất là đặc biệt mà. Gọi là đông vui nhiều anh em ấy. Nên là Tú cố gắng. Với lại tối nay còn có thầy Mạc Minh nữa. Mạc Minh. Đấy, anh Hải bia camel. Anh Hải camel nữa. Vừa bia vừa rượu luôn. Trời ơi. Chủ bia chủ rượu đều về đây. Thôi bây giờ là mình tới nhà hàng rồi thì các bạn sẽ chờ đón xem. Đấy, tới đây chú này. Đây này. Đặc biệt cái là phải là trên kênh của Phạm Dũng. Mà hôm nay là Phạm Dũng là đích thân lái xe của anh Hải. Chở Diễm đi sinh nhật. Chở anh chú đi mua bánh hạt dẻ tặng sinh nhật. Đây, nhà hàng Sapa TV đây. Hôm nay thì phải nói là mình cũng cực kỳ háo hức luôn đấy. Tự nhiên sinh nhật của Diễm mà mình lại háo hức với lạ như này. Cũng giống như là sinh nhật của anh Tú mà Phạm Tú cũng hồi hộp. Anh em mình là chỉ cần lý do tụ hợp hay là vui lòng. Có lẽ Dũng tiến lên rồi anh sẽ cất xe đi cho. Anh đi cất xe cho. Khả năng là cái xe anh Khoa này là của anh Hải Camel này. Phải nhờ anh sẽ đi cất cho. Phải nhờ anh Tú. Bây giờ là mình đang phải nhờ anh Tú re vào chỗ này các bạn. Hơi hẹp. Xe động cơ rất là mạnh nên là những cái chỗ mà nó chật hẹp này thì mình phải rất là kỹ cái chân ga. Cố lên chú ơi, hơi chật nha. Chú là có kinh nghiệm trong re xe vào chỗ hẹp rồi. Đặc biệt là container nên là chỗ này thì không làm khó được anh Tú. Đúng rồi.
Đằng sau cũng là một chiếc 4-5 tỷ đấy. Đằng sau là chiếc Toyota Alpha của anh Camel, anh Hải Dâu. Hồi hộp anh Tú. Cả hai con đều đắt tiền cả mà chẳng may nó có cái gì cái nhục lắm. Anh em xem hôm nay là ngày sinh nhật là tuyệt vời. Anh em mình ai bị bôi kem mình vừa lau xong rồi. Hôm nay là lăn lội từ Hà Giang sang, rồi thành là từ Hà Nội lên. Đây là một buổi mà sinh nhật mà đáng nhớ tại Sapa. Nhưng mà tuyệt vời anh ạ. Mấy ông nữa chưa biết chừng anh em mình gặp nhau ở Hà Giang. Em hy vọng sớm gặp anh ở Hà Giang. Chưa biết chừng mà hai tuần nữa là gặp nhau. Chắc chắn rồi. Còn nhưng mà nhá, bị đi Đông Bắc. Em phải nói là quá trình giao là cái niềm vui rồi, nhưng mà khi anh gặp em là em thấy anh đẹp trai. Đâu, bắn em gái là anh mà đẹp trai hơn chứ không phải em cái ốm luôn đấy. Em thì anh đẹp trai hơn. Đó, còn bắn em thì anh sẽ ốm yếu nhiều. Thật vui luôn. Không phải đâu, trai đó. Anh Hải, Camille này. Mạc Minh này, hết trên bàn này. Đây là ai Mỹ sinh ra ấy. Anh em mình hôm nay ai cũng phải là mặt trắng hết. Hôm nay là sinh nhật thật sự rất là vui luôn. Anh em được gặp lại nhau hôm nay. Được nhớ là rượu của nhau để là 6 mai đèn. Thôi. Thôi thôi thôi. 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 Em Tú.